Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến bộ môn ngữ văn khối lớp 7. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiết 84, 85 thêm tràng ngữ cho câu. Ở đây thầy kết hợp hai bài lại và các em lưu ý rằng khi chúng ta xem trên video thì cái slide nào có cái hình cuốn sổ ghi chú thì chúng ta sẽ ghi những nội dung chữ màu đỏ vào trong tập của mình hoặc là vào sách giáo khoa bằng bút chì. Còn những cái trang nào mà không có cái biểu tượng đó thì chúng ta sẽ chỉ xem và học chung với nhau mà thôi. Trước tiên, thầy trò chúng ta sẽ ôn lại một chút xíu kiến thức cũ về thành phần câu. Chúng ta đã được học hai thành phần câu tính từ tiểu học đến lớp 6. Bây giờ chúng ta nói về thành phần chính của câu. Thành phần chính của câu gồm có hai thành phần, đó là chủ ngữ và vị ngữ. À, vì sao gọi đây là thành phần chính của câu? Bởi vì hai thành phần này bắt buộc phải có trong câu. Thành phần thứ hai là thành phần phụ của câu. Thành phần phụ chúng ta đã được học từ ở bậc tiểu học rồi. Thành phần phụ thì chỉ gồm có trạng ngữ mà thôi. À, sở dĩ gọi nó là thành phần phụ bởi vì nó không bắt buộc phải có ở trong câu. Nhưng khi sử dụng trạng ngữ giúp ích gì cho câu? Nó đổ sung ý nghĩa cho thành phần chính của câu. Chúng ta nhớ điều này. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu mục đầu tiên, đặc điểm của trạng ngữ. Các em cùng mở sách giáo khoa ra trang 39. Chúng ta khảo sát ví dụ đầu tiên. Đoạn văn: Dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ở với người đời đời kiếp kiếp. Tre với người như thế đã mấy nghìn năm, một thế kỷ văn minh khai hóa của thực dân cũng không làm ra được một đất sắt. Tre vẫn phải còn vất vả mãi với người, cối xây tre nặng nề quay từ nghìn đời nay xây nắm thóc. Các em thấy đoạn văn này quen không nè? Đoạn văn được trích trong văn bản gì? À, văn bản cây tre Việt Nam của nhà văn Thép Mới. Ở đây thầy đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4 vào 4, 5 vào đầu mỗi câu văn. Như vậy đoạn văn của mình có tất cả là 5 câu văn cho nó dễ theo dõi hết các em ha. Bây giờ bằng kiến thức đã học ở bậc tiểu học của mình, các em hãy xác định giúp thầy xem những câu văn nào có chứa thành phần trạng ngữ. Thì chúng ta lọc ra chúng ta sẽ thấy có 3 câu văn chứa thành phần trạng ngữ của câu. Đó là câu văn thứ nhất, câu văn thứ hai và câu văn thứ năm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm những trạng ngữ có trong 3 câu văn này. Câu đầu tiên có bao nhiêu trạng ngữ các em? Có hai trạng ngữ đúng không nè? Dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời. À, các em khảo sát và cho thầy biết coi những trạng ngữ này nó đứng ở đâu trong câu văn thứ nhất vậy? Nó đứng ở đầu câu. À, nó đứng ở đầu câu và đây là vị trí phổ biến nhất của trạng ngữ các em ha. À, và hai trạng ngữ này nó bổ sung ý nghĩa gì cho câu văn thứ nhất? À, trạng ngữ thứ nhất nó bổ sung ý nghĩa về mặt địa điểm, nơi chốn. Trạng ngữ thứ hai nó bổ sung ý nghĩa về mặt thời gian. Chúng ta tiếp đến với câu văn số 2, tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp. Câu văn này cũng có hai trạng ngữ đời đời kiếp kiếp. Và các em thấy những trạng ngữ này đứng ở đâu trong câu văn số 2? Nó đứng ở cuối câu. Và hai trạng ngữ này cùng bổ sung ý nghĩa về mặt thời gian cho câu. Chúng ta tiếp tục với câu văn thứ năm. Cối xây tre nặng nề quay từ nghìn đời nay xây nắm thóc. Các em thấy câu văn này có một trạng ngữ đó là từ nghìn đời đời nay. À, và trạng ngữ này nó đứng ở giữa câu. Các em cẩn thận với những trạng ngữ ở giữa câu này. Nếu chúng ta xác định không khéo, chúng ta nhầm một bộ phận của vị ngữ là trạng ngữ là chúng ta sẽ dễ bị sai ở chỗ đó. Thì có một cách, có một cái mẹo để các em ghi nhớ sau này khi chúng ta kiểm tra lại xem mình xác định trạng ngữ đúng hay chưa bằng cách là các bạn thử di dời cái cụm từ hoặc cái bộ phận mà các bạn cho rằng cái trạng ngữ đó
ra đầu câu xem nội dung câu văn có bị thay đổi hay không. Nếu các bạn di chuyển cái cụm từ hoặc cái bộ phận ra đi chỗ khác mà nội dung câu văn nó không bị ảnh hưởng gì hết á, thì đó là trạng ngữ đó các bạn. Còn nếu các bạn di dời mà nội dung câu văn nó không được hoàn thiện hoặc nó biến đổi á, thì chúng ta lấy nhầm bộ phận của vị ngữ, chúng ta gọi đó là trạng ngữ rồi đó. Ví dụ ở đây chúng ta thấy từ nghìn đời nay nó là thành phần trạng ngữ của câu. Bây giờ chúng ta thử đem nó ra đầu câu thử xem sao. Từ nghìn đời nay cối xe tre nặng nề quay sậy nắm thóc. Nội dung câu văn vẫn ổn, không điều gì xảy ra, đúng không các em? Như vậy từ nghìn đời nay là trạng ngữ của câu. Nếu một bạn khác cho rằng sậy nắm thóc là trạng ngữ của câu, thì bây giờ chúng ta cũng làm cái tương tự, có chuyện gì xảy ra? Sậy nắm thóc, cối xe tre nặng nề quay từ nghìn đời nay. Các bạn thấy nội dung có sự thay đổi và nó không được rõ ràng, không được liên lạc rồi đó các em à. Như vậy chúng ta đã bóc nhầm một bộ phận của vị ngữ mà chúng ta gọi đó là trạng ngữ thì chúng ta sai rồi. Như vậy cái trạng ngữ từ nghìn đời nay trong câu số 5 này nó bổ sung ý nghĩa gì cho câu? Nó bổ sung ý nghĩa về mặt thời gian. Như vậy chúng ta từ 3 ví dụ, câu thứ nhất, câu thứ 2 và câu thứ 5, các em có thể dùng bút chì gạch ngay trong sách giáo khoa của mình. Phần này chúng ta không cần ghi lại hết các em ha, gạch ngay trong sách giáo khoa. Chúng ta ký hiệu bên dưới là TN, viết tắt của trạng ngữ. Như vậy chúng ta có thể chốt lại về trạng ngữ như sau. Về mặt vị trí thì các em thấy trạng ngữ nó có thể đứng ở 3 vị trí: đầu câu, giữa câu và cuối câu. À, trong đó thì ở đầu câu là vị trí phổ biến nhất. Và chúng ta thấy là trạng ngữ người ta dùng một cái dấu hiệu rất đặc biệt để ngăn cách nó với thành phần chính của câu. Đó các em nhớ đó. À, đó là dấu phẩy phải không các em? Đó là dấu phẩy. À, nhưng một số trường hợp chúng ta nhớ ha, có một số trường hợp là chúng ta phân tích chúng ta sẽ thấy là có những trường hợp là người ta không đặt dấu phẩy nhưng đó vẫn là trạng ngữ. Ha. À, như vậy xác suất nó cũng có trường hợp ngoại lệ, chúng ta lưu ý điều đó. Nhưng mà những trạng ngữ ở cuối câu đó các em, những trạng ngữ nằm ở cuối câu bắt buộc các em phải dùng dấu phẩy. Còn nếu không chúng ta dễ nhầm lẫn nó là một bộ phận của vị ngữ ngay. Ta nhớ ha, ta nhớ được đó. Rồi, về mặt ý nghĩa thì trạng ngữ thường bổ sung những ý nghĩa sau đây cho thành phần chính của câu: thời gian, nơi chốn, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, cách thức phương tiện. Những ý nghĩa mà trạng ngữ được bổ sung này chúng ta đã được tìm hiểu ở chương trình tiểu học rồi, thầy không nói nhiều. À, nhưng mà ở đây thầy muốn lưu ý các em một vài trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là trạng ngữ thường đi kèm với một số từ hoặc là quan hệ từ quen thuộc. Thầy có thể ví dụ như sau. À, ví dụ những trạng ngữ thời gian thì nó có bắt đầu bằng từ khi nè, vào lúc, trong khi hoặc lúc. Còn nơi chốn, địa điểm thì có bắt đầu bằng từ trong nè, từ trên nè, dưới nè, tại nè. Nguyên nhân, vì, do, tại, bởi, mục đích, để, cách thức phương tiện, bằng với, vân vân. Các em, một cái nữa thầy muốn nhắc nhở các em trong bài học hôm nay đó là cẩn thận, chúng ta có thể nhầm trạng ngữ với một vế ở trong câu ghép đó các bạn ha. Các em được học câu ghép ở lớp 5 rồi đó. Câu ghép là câu gồm có được tạo thành bởi hai hoặc nhiều cụm CV, tức là viết tắt của chủ ngữ vị ngữ đó ha, không bao chứa nhau tạo thành. Thì thầy lấy ví dụ như sau: vì tôi học giỏi nên tôi được ba mẹ khen thưởng. Nếu chúng ta vội vàng á thì chúng ta dễ lầm tưởng cái vì tôi học giỏi là trạng ngữ liền. Tại vì nãy giờ mình nói là cái gì? À, vì ở đây là cái gì? À, vì ở đây là cái mở đầu của trạng ngữ, chỉ nguyên nhân. Ta dễ bị lầm lắm, nhưng trường hợp này là không đúng các em à. À, cụm từ này không phải là trạng ngữ đâu. Bây giờ chúng ta phân tích nè. Vì tôi học giỏi là một cụm CV. Các bạn thấy không? Tôi học giỏi là một cụm CV. À, thì như vậy làm sao nó là trạng ngữ được mà nó là một vế trong câu ghép? Bởi vì câu vì tôi học giỏi nên tôi được ba mẹ khen thưởng là một câu ghép hai vế. Vế thứ nhất tôi học giỏi, vế thứ hai tôi được ba mẹ khen thưởng. Và hai vế này được liên kết với nhau bằng cặp quan hệ từ vì nên. Chúng ta đã được học ở lớp 5 rồi. Các em thấy không? Như vậy ở đây chúng ta kết luận điều gì? Vì tôi học giỏi nó không phải là trạng ngữ. Các em ha, trường hợp này phải đặc biệt lưu ý. Như vậy làm thế nào để chúng ta tránh bị nhầm lẫn một vế trong câu ghép với trạng ngữ? Thì vậy nè,
có một cái bí quyết như thế này, mẹo thôi ha các em ha. Đó là mình sẽ biến đổi câu này lại như sau: vì học giỏi nên được ba mẹ khen thưởng. Các bạn thấy nó khác nhau chỗ nào? Thứ nhất, nó không đủ một cặp quan hệ từ, đúng không? Nó chỉ còn quan hệ từ vì thôi. Thầy lược bỏ quan hệ từ nên rồi thay bằng dấu phẩy nè. Đấy, cái thứ hai nữa là cái gì? Cái cụm từ bắt đầu bằng từ vì, vì học giỏi, nó đâu có chủ ngữ đâu. À, nó thiếu thành phần rồi. Như vậy nó không đủ một cái cấu tạo của một vế câu, nên câu này không gọi là câu ghép, phải không các em? Nên vì học giỏi nó sẽ trở thành trạng ngữ. Trường hợp này là câu mình đặt đúng. Đấy, trường hợp những trường hợp tương tự chúng ta cũng cần phải lưu ý điều này. Chúng ta đi qua phần 2, tìm hiểu công dụng của trạng ngữ. Chúng ta cùng nhau mở sách giáo khoa trang 45-46. Ta cùng nhau khảo sát đoạn văn: nhưng tôi yêu mùa xuân, nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng. Thường thường vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lý, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm dị hoa. Chỉ độ 8-9 giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng rung động dưới cánh con ve mới lột. Phủ bạc. Các em hãy tìm những trạng ngữ có mặt trong đoạn văn A giúp thầy. Ở nhà chúng ta sẽ dùng cây thước với lại cái bút chì, chúng ta sẽ gạch dưới những trạng ngữ có mặt trong đoạn văn A nha. Lưu ý dùng bút chì, không dùng bút bi, bởi vì nếu sai chúng ta không xóa được. Như vậy chúng ta có kết quả như sau: có những trạng ngữ được thầy in đỏ, các em xem lại bài của mình để sửa vào cho đúng. Bây giờ chúng ta làm một thao tác, chúng ta lược bỏ tất cả những chữ màu đỏ này, tức là chúng ta lược bỏ tất cả những trạng ngữ vừa tìm được, xem điều gì xảy ra với đoạn văn A. Đoạn văn còn lại như sau: nhưng tôi yêu mùa xuân, nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng. Trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Có những làn sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột. Các em thấy điều gì trong đoạn văn A? Rõ ràng, hòa khi chúng ta lược bỏ tất cả những trạng ngữ trước mặt có mặt trong đoạn văn A, thì nó sẽ cái hoàn cảnh diễn ra sự việc chưa rõ ràng, thời gian, nơi chốn, cách thức diễn ra sự việc không còn. Rồi thậm chí các câu văn ở trong đoạn văn A cũng không được liên kết với nhau chặt chẽ nữa. Tự nhiên các em thấy không? Trời đã hết nồm, sau đó mình cảm thấy rạo rực, sau đó vài con ong, rồi những làn hát xong là làn sáng hồng hồng. Như vậy rõ ràng là có sự chuyển ý một cách đột ngột giữa các đối tượng mà không có bộ phận để liên kết để chuyển ý. Như vậy rõ ràng là tính liên kết giữa các câu văn trong đoạn văn A không đảm bảo. Và như vậy thì sao? Như vậy thì tính mạch lạc của đoạn văn cũng mất đi. Như vậy trạng ngữ nó làm được điều đó. Chúng ta đi qua ví dụ B. Về mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng hung. Trạng ngữ trong câu B là gì? Về mùa đông. Bây giờ chúng ta thử lược bỏ trạng ngữ trong câu B coi chuyện gì sẽ. Sau khi lược bỏ trạng ngữ trong câu B thì câu B còn lại như sau: lá bàng đỏ như màu đồng hung. Các em biết lá cây bàng không? Trường mình có một cây đó, nó nằm ngay cái gốc trường Nguyễn Hiền với gốc nhà xe của mình á, ngay sân thể dục của các em đó. Bây giờ thầy cho qua xem một số hình ảnh cây bàng. Các bạn thấy cây bàng lá đỏ chưa? Vào mùa đông cây bàng lá nó đỏ rực như vậy đó các em à. Miền Nam mình không thấy được cái đặc điểm này đâu, bởi vì miền Nam mình đâu có bốn mùa xuân hạ thu đông đâu. Miền Bắc mình mới có ha các em ha. Nhưng mà nếu mà loại bỏ hết á, loại bỏ cái trạng ngữ về mùa đông ra, câu còn lại lá bàng đỏ như màu đồng hương, thì thầy có thể nói điều gì? Thầy có thể nói là thầy có thể hiểu là cái gì? Lá cây bàng lúc nào cũng có màu đỏ. Được không các em? Thầy nói như vậy được chứ. Bởi vì câu văn không rõ điều kiện, hoàn cảnh xảy ra mà, sự việc mà, nên thầy hoàn toàn có thể nói như vậy. Nhưng mà các em xem tiếp hình ảnh này. Cây bàng có màu gì? Bình thường cây bàng, lá cây bàng có màu gì? Màu xanh. Em nhìn thấy. Như vậy rõ ràng là thầy nghĩ như vậy là sai hiện thực rồi. Vì sao thầy bị sai hiện thực vậy? Vì thầy lược bắt cái trạng ngữ rồi. Như vậy các bạn thấy trạng ngữ quan trọng không? Quan trọng. Tuy rằng gì? Tuy rằng nó là thành phần phụ, nhưng một số trường hợp
chúng ta lược bỏ nó sẽ dẫn đến rất nhiều cái hệ lụy đó các bạn. À, mà nãy giờ mình tìm hiểu đó, các bạn hiểu được cái tầm quan trọng của trạng ngữ trong mối quan hệ ngữ pháp của câu chưa? Rồi, như vậy chúng ta tổng hợp lại công dụng của trạng ngữ như sau. Thứ nhất, nó xác định hoàn cảnh diễn ra sự việc, nó làm cho nội dung được đầy đủ và chính xác. Thứ hai, nó liên kết các câu văn trong đoạn văn, trong văn bản để tạo ra tính mạch lạc cho văn bản. Chúng ta ghi nhớ hai công dụng lớn của trạng ngữ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem trường hợp, tìm hiểu trường hợp tách trạng ngữ thành câu riêng. Em cùng nhỏ mở sách giáo khoa ra trang 46. Chúng ta khảo sát ví dụ. Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào về tiếng nói của mình và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. Các em khảo sát cho thầy cái câu được in đậm và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó. Các em thấy, bây giờ chúng ta nhìn lại cái câu đầu tiên. Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào về tiếng nói của mình. Thì các em thấy trạng ngữ trong câu đầu tiên là gì? Để tự hào với tiếng nói của mình. À, đó là trạng ngữ để tự hào về tiếng nói của mình. Trạng ngữ chỉ mục đích. Và các em khảo sát cái câu màu đỏ của thầy. Các em thấy điều gì? Câu màu đỏ, cái cấu trúc của nó giống với cái trạng ngữ của câu đằng trước không? Giống y phải không các bạn? Thêm từ và thôi để kết nối thôi. Chứ còn lại cấu trúc giống y à? Như vậy thật ra là gì? Cái câu in đỏ và để tin tưởng hơn nữa vào tương lai của nó thật sự là cái gì? Thật sự nó là cái trạng ngữ thứ hai trong câu đầu tiên đó. À, nhưng mà tại sao ở đây người ta lại trách tách nó ra thành một cái câu riêng biệt như vậy? Các em hiểu, tách nó ra thành câu riêng biệt như vậy để làm gì? Thường cái gì đứng riêng sẽ gì? Gây chú ý hơn, đúng không các bạn? Như vậy rõ ràng là mục tiêu thứ nhất là người ta muốn gây chú ý rồi. Rồi cái gì, người tại sao người ta tách riêng? Người ta tách riêng để người ta nhấn mạnh một cái ý nghĩa nào đó các em ha. Đúng nè. Và ở đây là nhấn mạnh cái mục đích, à, mục đích hình thành niềm tin của chúng ta, của dân tộc vào cái sự trường tồn của tiếng nói dân tộc mình. Chúng ta nhớ điều đó. À, như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua phần luyện tập trang 47. Phần luyện tập của bài đầu tiên thì chúng ta đã được học với thầy cô mình rồi. Chúng ta không làm nữa hết các em ha. Giờ các em mở sách giáo khoa ra bài tập số 1 trang 47 nè. Chúng ta xem. Bài tập số 1 người ta yêu cầu mình nêu công dụng của trạng ngữ trong các đoạn trích sau đây. Chúng ta khảo sát đoạn trích A. Kết hợp những bài này lại, ta được chiêm ngưỡng một bức chân dung tinh thần tự hòa rất rõ nét và sinh động của bài thơ. Ở loại bài thứ nhất, người ta thấy trong nhà thơ Hồ Chí Minh có nhà báo Nguyễn Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp ký sự, phóng sự và nghệ thuật châm biếm. Ở loại bài thứ hai, ta lại thấy ở nhà thơ cách mạng sự tiếp nối truyền thống thi ca lâu đời của phương Đông, của dân tộc, từ Lý Bạch, Đỗ Phủ đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, theo Nguyễn Anh Mạnh. Thì các em thấy có những trạng ngữ nào trong câu A, trong đoạn A? Ba trạng ngữ kết hợp những bài này lại ở loại bài thứ nhất, ở loại bài thứ thứ hai. Rồi, chúng ta khảo sát tiếp cái đoạn văn. Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ? Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng bóng không? Không sao đâu, vì lúc còn học phổ thông, Louis Pasteur là một học sinh trung bình về môn hóa, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp. Theo trái tim có điều kỳ diệu. Chúng ta có những trạng ngữ nào trong ví dụ B này? À, lần đầu tiên chập chững bước đi, lần đầu tiên chơi bóng bàn, lúc còn học phổ thông về môn hóa. Như vậy những trạng ngữ trong câu A và câu B có tác dụng gì các em? Xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu, góp phần làm cho nội dung của câu được đầy đủ, chính xác. Và nó nối kết các câu lại, các đoạn văn lại với nhau, góp phần làm cho đoạn văn, văn bản được mạch lạc. Chúng ta gạch dưới những cái ý hay in đậm màu đỏ ở trong các câu AB. Và cái phần mũi tên này các bạn sẽ kiếm chỗ trống nào đó trong sách giáo khoa, ghi thẳng vào sách giáo khoa bút chì đó các em. Không cần ghi vào tập đâu. Ta đi bài tập số 2. Chỉ ra những trường hợp tách trạng ngữ thành câu riêng trong các chuỗi câu dưới đây, nêu tác dụng của những câu do trạng ngữ đó tạo thành. Câu A: Bố cháu đã hy sinh năm 1972. Câu B: Bốn người lính đều cúi đầu, tóc xõa gối, trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn ly biệt bồn chồn. Có những trạng ngữ năm 1972.
Trong câu B có trạng ngữ trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn ly biệt bồn chồn. Và ở đây các em thấy điều gì? Những trạng ngữ này được tách ra thành một câu riêng biệt. Và người ta tách ra như vậy dùng để có tác dụng gì? Câu A, dùng để nhấn mạnh vào thời điểm hy sinh của nhân vật trong câu nói. Qua đó người kể chuyện cũng muốn bộc lộ cảm xúc của mình. Câu B, người ta tách riêng trạng ngữ ra thành câu riêng để nhấn mạnh thông tin về hoàn cảnh. Qua đó tác giả muốn nhấn mạnh đến sự tương hợp giữa tâm trạng của những người lính và giai điệu buồn bã của tiếng đờn ly biệt bồn chồn ở bên ngoài. Bài tập số 3 các em sẽ làm trong sách giáo khoa và gửi về theo địa chỉ email của thầy cô đứng lớp của mình. Đây là slide ghi bảng các em ha. Các em sẽ dừng lại và ghi cái này vào trong tập cho thầy. Ở đây thầy ghi tổng hợp hai bài, thêm trạng ngữ cho câu và thêm trạng ngữ cho câu tiếp theo. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em học tốt.